Dịch vụ nạp pass VIP, pass cao cấp, các gói khuyến mại vàng, các gói khuyến mại Ascoin giá trị cao, liên hệ ngay số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Vâng, và xin chào tất cả anh em. Tiếp tục theo yêu cầu của một bạn thì hôm nay mình sẽ làm về con Zukaku. Đây là con tàu sân bay tấn công của Nhật Bản. Thì mình cũng không biết là bạn này bạn ý là người Việt Nam hay là người nước ngoài nữa. Đây là cái dòng comment của bạn ý. Trang bị đó là X51, Tu-22, cường kích F3, tiêm kích MiG-41, máy bay không người lái là Taranis, V-80 là trực thăng, pháo tự động Rapid Fire, phòng không là Hen và Gakpun. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi test cái bộ trang bị này cho bạn luôn nhé. À, anh em mà xem xong cái video này ấy, thì anh em sẽ ghé sang cái phần mục cộng đồng ấy ở trên cái kênh YouTube của mình ấy. Anh em cứ để lại cái comment, cái ID và cái tên nick của anh em vào đấy thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên ra 10 bạn đấy để nhận cái phần quà. Nói chung là cái này là nhà phát triển nó gửi cho các bạn ấy. Đấy thì mình cứ chọn ngẫu nhiên ra. Do là cái tháng này mình khá là bận cho nên là mình cũng không có tổ chức được cho anh em đăng ký để thi đấu. Cho nên là thôi mình cứ chọn ngẫu nhiên ra 10 bạn. Đấy, mình sẽ gọi là chọn ngẫu nhiên thôi anh em nhé. Anh em nào được cái gì thì được, tài khoản trả phí hoặc là cái tàu đấy. Bạn nào mà không nhận được tàu thì sẽ nhận được cái tài khoản trả phí 30 ngày. Đấy, nói chung là chỉ có vậy thôi. Nhớ nhá, cứ ra cái mục cộng đồng của mình ấy. Rồi, bây giờ tìm mục tiêu tấn công nào. Quân ship. Cái con F3 này thì theo mình đánh giá là nó là loại cường kích tốt nhá. Ở trên thị trường ấy, nó là loại cường kích rất là tốt đấy. Đó, anh em thấy bắn phê không? Mình quay lại mình làm vài giờ nữa nhỉ. Làm vài giờ nữa là chắc là cũng sắp toang rồi đấy. Đấy, bây giờ là cho con không người lái ra nó xử lốt. Con cực thích F3 thì mình cũng thường khuyên anh em là nên mua con F3 mà chơi. Con F3 thì vũ khí nó không có nhiều nhưng mà nó lại tấn công được từ xa rất là tốt. Đấy, anh em vừa thấy mình xử con quân ship rồi đấy. Cái dạng tàu mà yếu máu là chưa chắc đã trụ được với nó đâu. Ủa sao bên mình, bây giờ mình mới để ý nhỉ, sao bên mình lại có 4 người nhỉ? Vâng, thế này là bịp rồi. Thế này là bịp rồi anh em ạ. Mình còn chưa làm được cái gì. Bây giờ mình mới để ý sao bên mình có 4 người nhỉ? Thôi được rồi, không sao, chơi hết. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem về sức mạnh của con F3 này nhé. Con này mình nghĩ thậm chí nó còn mạnh hơn cả con Tomcat nữa. Đây, một combo này. Úi dồi, đau chưa? Quá đau cho đội bắn rau. Nó có vẻ được hay không nữa. Rồi toang rồi. Hơi bị giật lag tí. Thôi không sao. Con Zukaku này nếu mà anh em mang cái tên lửa X51 đi ấy, vào những cái map mà nó nhiều vật cản thì nhiều khi cũng rất là khó bắn ấy, chứ không phải là dễ đâu. Anh mắt xa. Anh mắt xa. Úi dồi. Vâng, anh ấy mất không đáng bao nhiêu máu cả. Cái góc của mình ném nó hơi bựa. Thôi được rồi, mình sẽ đứng đây mình thủ luôn. Bé luôn đường ra anh em nhé. Còn hai thằng này thì cứ ôm nhau ở đây thôi. Giờ mình sẽ tấn công theo đường vòng. Đấy. Cứ thẳng mặt con mắt xa này mà chơi trước rồi. Rồi, vòng ngược lại là vừa đẹp đây này. Cho con mắt xa này nó thử đam của con F3 luôn. Đâu rồi? Ở đây rồi. Thử ra mà không? Úi xa. Mình cũng còn nhiều vũ khí phết nhỉ.
Thôi cho nốt cái nốt 2 này cho nó ra đi về mấy đất mẹ luôn đi. Nó đứng đấy nhìn ngứa mắt quá. Chả nhìn thấy cái gì luôn á. Vâng, giật lag kinh khủng luôn ạ. Mình còn chưa kịp nhìn thấy cái gì cả. Đang hạ hạ vào cái giật. Chán ghê. Bình thường mà cứ ngon ngon là thằng ấy nó đi với mình rồi đấy. Mà chả hiểu cái đội mình kiểu gì sao trận này sao vẫn không thắng được nhở. Hay có khi nào nó là bot không? Chắc là mình nghĩ nó là bot thì mới không thắng được thôi. Sao lại có chuyện mãi không thắng được nhỉ? Anh em bình luận ở trên YouTube khá là nhiều rồi. Bây giờ còn một mình bạn. À, bạn có gì muốn chăn trối nữa không? Bạn có gì muốn trăng trối nó không? Cho con F3 này sang chơi tiếp. Trong những cái loại cường kích ở trên thị trường ấy thì mình thích sử dụng nhất mấy cái loại như là F3 này, đấy, Tomcat này, Spin Quick này, Z25 này, đấy, mấy cái loại ấy thì mình hay dùng. Còn những cái loại còn lại thì mình ít khi mình dùng lắm. Đấy, ăn một combo cái đi ngay. Đúng cái lúc mạng đang ngon ngon. Mình chơi con F3 mình cảm thấy sướng mà. Rồi mình làm lại cho anh em xem một trận nữa nhá. Hy vọng là cái trận này nó không bị lag nữa. Nên anh em mà lái máy bay ấy mà cứ bị cảm giác giật giật như mình mà xem, khó chịu cực kỳ luôn. Tới cái lúc bắt đầu mùng 1 tháng 5 sang phiên bản mới là bắt đầu thấy khó chịu rồi. Vâng, map này nó là thành phố bị lãng quên. Không biết là vào là có trụ được 30 giây hay không ấy. Vừa vào nó đã cho máy bay răng ném vỡ mồm rồi. Thế mà chơi cái con Zukaku này này thì có thể thay đổi cái X51 bằng cái tên lửa chống ngầm. Đấy, đề phòng cái trường hợp là nhiều khi con tàu ngầm ấy nó tiếp cận anh em như Enterprise này hay là Senatai 004 này thì nó lại có phóng lựu thì nhiều khi anh em tự vệ được. Chứ như con này mà anh em cứ tham lấy đam ấy, nắp X51 rồi tên lửa diệt hạm vào ấy, đến lúc cầu ngầm nó áp sát vào là chịu chết luôn. Cái này thì kinh nghiệm xương máu rồi. Mình luôn luôn khuyên anh em gọi là nắp trang bị theo cái kiểu gọi là mang tính hiệu quả. Chơi tàu sân bay thì chủ yếu là anh em cứ phải quan trọng hóa nhất cái việc đó là sống sót ha. Đầu tiên là cứ phải sống sót rồi sau đấy mới tính. Chứ còn anh em mà cứ ham diệt hạm chắc gì anh em đã diệt được đúng không ạ? Rồi chưa gì anh em đã ngoẻo mất rồi. Vâng, hình như là mình bị lag thì phải. Giờ mình không hủy được luôn này anh em này. Rồi ok, bây giờ thì mình đã đăng nhập vào lại rồi. Vừa rồi thì nó bị lag quá, nó cứ quay mãi. Mình không hủy được luôn á. Rồi trận này rất là may mắn là tìm nhanh thế. Trận trước muốn hủy không hủy được luôn á. Mình sẽ mang cái con TU-22 mình tìm xem là tàu sân bay bị nó ở đâu rồi mình vã luôn. Không nói nhiều. Thấy cái là vã luôn. Bên mình lại có thiết giáp ạ. Rồi ạ. Anh thiết giáp anh bảo kê cho em nhá. Em sang em tấn công con tàu sân bay của nó cho. Đấy, em chơi một phát combo, anh làm một phát combo. Đấy, anh em mình cứ song kiếm hợp bích. Anh hiểu không? Anh em mình cứ tình cảm thôi. Đây này Nhưng mà cu này. Ôi giời ạ. Tôi chết cha rồi, nó lại phí mình rồi. Anh chơi thế là chơi không đẹp rồi. Các anh quá đáng. Con thiết giáp kia ta bảo mày bắn con tàu sân bay mà sao mày không bắn nó nhỉ? Ôi trời ơi, cái này là tôi toang em rồi.
Các anh phải cứu em đi chứ. Các anh chơi quá bựa luôn. Em chẳng nhẽ em lại dỗi em không chơi với các anh nữa bây giờ. Có bao yêu thương em này cũng trao cho tàu sân bay hết rồi. Dẫu biết nó chưa bao giờ để ý. Vâng, cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vào. Chẳng thể nào mà thoát ra ngoài suy nghĩ. Vâng, em thông cảm nhé, mình hát hơi bựa. Đoạn sau là gì mà mình quên mất rồi. Cái gì đây? Thôi anh ơi. Anh ơi, em xin lỗi. Tôi chết cha lại còn giật nữa nhé. Ôi tôi chết cha tôi rồi. Có cái hỏng rồi, hỏng rồi. Cứ mãi ngồi hát với chúng nó là chúng nó bắn chết cha luôn rồi. Cái ông này level 60 ạ. Không hiểu ông này ông làm ăn cái kiểu gì. Bắn khá là gà anh em nhá. Anh em nhìn cái level 60 này. Level 60 nó là boss anh em ạ. Ôi giời, tôi nghỉ. Đấy thì nói chung là cũng khá là đen anh em ạ. Gặp phải cái tem nó bựa quá đi mất. Mình cứ nghĩ là thằng thiết giáp vì mình sang chơi tàu sân bay là ngon rồi. Thế cuối cùng là tự dưng là nó làm hại chết cả mình luôn. Đấy thì mình đã test cho anh em xem cái bộ trang bị này rồi đấy. Nói chung là cũng khá là mạnh. Chẳng qua là cái trận ấy mình gặp phải cái tem nó bựa quá. Tem nó chơi nó đã kém xong lại còn gặp cả boss nữa chứ. Thằng nào mà mình dồn mãi không thấy thằng nào chết. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái video sau. Cảm ơn anh em.